đọc chú của mẹ đó. Quý vị muốn đọc chú tiếng Việt cũng vậy, án chức lời chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, hay là quý vị đọc nguyên câu thì khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cư tri, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẵm tam miệu tam bồ đề, cư tri nẵm đát điệt tha, án trước lời chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Đó là chú của Phật Mẫu. Hoặc là quý vị thường việc đọc á, là việc đọc Om Tare Thu Tare Thu Re Sa Va, thì việc đọc bằng tiếng Phạn. Tại mẹ bên Tây Tạng là Rin Thara, thì những vị cao tăng của Tây Tạng đó, mỗi lần mà khấn mẹ đó là ngồi thiền đó, họ quán chiếu mẹ, thì cái cách ngồi thiền á mà đạt thần thông mà mở nhãn đó, cái cách ngồi thiền ngày xưa Kiệt chỉ mà quán chiếu mỗi giờ trên mạng có là cho người bình thường, còn mở thần thông á là mình quán chiếu như vậy. Bắt ấn nào cũng được, tam muội hay là ấn ấn của mẹ cũng được. Hoặc rồi mình đọc cái câu thần chú đó, tha re thu tha re, thì mình quán chiếu cái khuôn mặt của mẹ là này, khuôn mặt mẹ, mẹ trái tim của mẹ là lòng từ bi thả ánh sáng phủ lên đầu của mình, nó nhiều màu nghe, màu đỏ là mẹ nghiêm khắc, màu trắng từ bi đi, màu vàng đây, màu trắng đi, mình cứ tưởng tượng màu trắng với khuôn mặt của mẹ lên đầu của mình, ngồi thẳng lưng, hít thở đều đặn nha, phải theo dõi hơi thở nữa, và đồng thời quán chiếu cái luồng ánh sáng đó nó xuống cái đầu rồi xuống cái trái tim của mình, cứ nghĩa là tâm truyền tâm. Mà khi mình tưởng là mẹ tới đó nghe, tại vì trong đạo Phật mật tông nó màu nhiệm, thì cái đó là lối đồ ngồi thiền của Kiệt. Thì quý vị cứ ngồi thiền thì có sẽ có một ngày quý vị sẽ mở thiên nhãn thông bằng cách đó. Còn quý vị mà không có suy nghĩ động tác đó mà suy quý vị cứ ngồi cũng được, miễn sao mình đừng có bị hôn trầm. Nhưng mà cách tất cả những thầy Tây Tạng đó là đa số là cũng giống nhau, thì quý vị cứ thay vì mình nghĩ một động tác mắt nhìn mũi mũi nhìn rúng thì cũng vậy thôi, có 1.000 cách ngồi thiền. Nhưng mà cách của Kiệt á là mình vừa nhớ mẹ mình vừa có luồng ánh sáng của mẹ mình truyền lên trên cái trí tuệ của mình rồi xuống cái tâm của mình, là mình thấy vui an tâm. Ma quỷ nó tới nó đâu dám tới, tại trong đầu của mình có mẹ, là mẹ đứng bên mình đúng không?